Tình hình đó quý vị là nó hôm nay nó càng bi thảm là thế này, là quý vị biết mấy ngày vừa qua nó có những vụ phá hoại trong cái những cái tỉnh biên giới đó của Nga, thuộc lãnh thổ Nga nhưng mà nó kề cận cái tỉnh nó nằm biên giới sát với Ukraine. Thì bây giờ chưa cần biết nhóm nào, như chúng tôi đã trình bày quý vị trước đây, tất nhiên Nga nó cứ đổ cho là Ukraine đứng đằng sau. Nhưng khi nó còn nhấn mạnh là nhận lệnh trực tiếp từ ông Tổng thống Zelensky, nó cứ nói đại vậy thôi. Cho nên bây giờ đó, bù lại giống như nó trả đũa, thành ra rất tội nghiệp cho Ukraine, nó đánh phá. Có người đã nói trong một ngày nó tấn công gần 100 vụ, bắn pháo, đạn pháo đó quý vị, bắn bừa bãi. Cho nên là chỉ tổn hại cho người dân thôi, chứ thực ra bây giờ trong đó bà con cũng di tản hầu hết rồi. Bây giờ chỉ còn rất ít người còn ở lại, những người mà không đi được, họ lớn tuổi rồi, này nọ, nhiều lý do. Thì cái số đó rất ít, cho nên cái tử vong cũng không nhiều, nhưng mà nó dập cái thành phố cứ càng ngày càng nghĩa là tàn phá, phá hủy, không còn một cái gì cả. Thì người ta đã điều tra rồi, cái nhóm đó không, thực ra không phải dính gì tới Ukraine, mà bên Ukraine cũng đã cải chính vài lần, nhưng mà họ không nghe, tức là đám đó chính là cái đám dân Nga nó bất mãn cuộc chiến. Và còn lai rai nữa, nó sẽ đi đến một cái mà trước đây chúng tôi cũng nói quý vị, đó là nếu sau này nó thanh toán đó, nếu không trượt đó, thanh toán xong cái Ukraine nó sẽ qua mấy cái nước kế bên mà tôi nói đó, mà cái nước, những nước nhỏ xíu đó, thì là nó lấy dễ dàng như Moldova, rồi Litva, mấy nước nhỏ nhỏ, Estonia, quý vị nhớ không? Thành ra bây giờ đó, có vẻ Moldova có vấn đề đó. Tức là hôm nay này, họ lại nói là có một vụ nổ nào đó trong cái khu, Moldova là nước nhỏ, nhưng nó vẫn có một cái khu vực của những người gốc Nga. Đó là cái điểm để cho mình thấy ngay cái âm mưu của Nga, ngay cả khi mà nó, cái Liên Xô đổ, quý vị thấy không? Âm mưu rất thâm độc của họ, họ rất là hiểm ác, hung ác, quý vị muốn dùng chữ gì cũng được, để họ tính, tức là sao? Đến một ngày hôm đó, sẽ lấy trở lại. Mặc dù là cái mộng đó rất là khó, chúng ta đã nói rồi, lịch sử nó đã qua. Tức là sao, là nó muốn gom bi lại, một ngày nào đó lại trở lại cái khối giống như Liên Xô ngày xưa. Dù nó không exactly, nhưng mà nó cái tự tựa như vậy. Tức là Nga nó sẽ làm trùm cái nhóm đó, tức là Putin đó. Hoặc là ngay cả nay mai ông ta đi rồi thì sẽ có những tay khác, lại có một Putin khác. Không nghĩa là quý vị nói là trừ khi nào có một cuộc lật đổ hoàn toàn, người ta thay đổi chế độ, mọi người dân đứng lên cùng với nhau thì cái chuyện nó khác. Còn nếu ông này ông chỉ vì bệnh hay vì đó, ngay even ngay cả ông ta ám sát mà nếu không có cái lực lượng thay thế ngay, lại cũng tay chân ông ta, những người chung quanh ông ta, đương nhiên phải ông ta phải tính chứ. Bây giờ ông ta phải tính là trong trường hợp ông ta bị bạo bệnh hay bất ngờ ra đi, phải có một tay thay thế chứ. Cho nên đó là cái điểm mà mình không biết được, nhưng mà ý tôi chỉ nói là sao họ tính từ thời đó. Cho nên họ vẫn đem cái sách cũ ra. Sách cũ là sao? Là đó, ngay cả Ukraine này, lúc đầu quý vị nhớ không? Tức là, và họ bảo là những người Nga đó, gốc Nga ở trong Ukraine đó, bị trù dập, bị đàn áp, bị ngược đãi, cho nên tôi vô để cứu dân tôi. Đó là lúc đầu quý vị nhớ không? Nó nói lấy cớ đó. Rồi nói bảo là bây giờ Ukraine là tân phát xít gì đó. Bla bla bla, mấy cái đó là một cái nói vờ vịt thôi. Chứ sau này chúng ta nhớ là họp Liên Hợp Quốc có những lần đã, nghĩa là Nga nó đã bị tố cáo, nghĩa là sát ván, u ớ không nói được luôn. Tức là cái tay Lavrov, ngoại trưởng Nga, vừa nêu lên lý do này kia thì tất cả bị cái đám đông la ó phản đối. Và cái bà ngoại trưởng Đức đã có lần nói rõ mà ông lừa, không có lừa được ai hết á. Ông lừa được cái dân của ông thôi. Ông Lavrov á, và cái chính quyền Nga, ý bà nhắn luôn tới Putin đó. Du có thể lừa được dân của du là những người khờ khạo. Mà ông không phải lừa được hết, nhưng một số khờ khạo thôi. Chứ ở đâu thì cũng vậy, nhất là giới trẻ. Bây giờ quý vị nhớ, nó giỏi lắm. Nó nhìn ra vấn đề, chính giới trẻ đó luôn luôn muốn bạo loạn. Và đó là những người mà bây giờ họ đang nổi dậy đó. Họ phá hoại đó, chứ không có dính tới Ukraine. Nhưng bây giờ ông cứ đổ cho như vậy. Và cái đó nguy hiểm là sao, khi đổ như vậy nó lấy lý do. Lý do là như vậy là dân của tôi trong Moldova, chúng tôi nói cái nước Moldova nhỏ đó, chỉ có chừng 2.5 triệu dân. Ông sẽ lấy cớ dân Nga, cái gốc Nga đang cũng lại giống như vậy, bị ngược đãi, bị nghĩa là đối xử tệ hại, bị trù dập, thì bị ông sẽ đem quân vào. Và đó là một lý do chính đáng để gã đem quân, tức là ông Nga đó, ông sẽ đem quân vào để cứu, lại là y như cái sách bên Ukraine đó. Và bây giờ thì chúng ta nhớ là đến nay đánh tới đánh lui rất là tàn bạo, nhưng tình hình người ta nói là tổng kết Nga nó vẫn chỉ có 20% lãnh thổ, tức là nó không expand nổi, nó không mở rộng được, dù là đã cả 150.000 quân chết, chúng ta nói rồi. Và ta tính tỷ lệ đó là 1 năm, có nghĩa là bên Nga chết 5 thì bên Ukraine chết 1, đó là cái tỷ lệ tử vong. Các nhà nghiên cứu về chính trị, về quân sự đó, họ đã nói cái tỷ lệ chung chung, mình tính ước tượng chung, thì như vậy là quý vị biết nó tốn hao biết bao nhiêu, nhưng cuộc chiến vẫn đi tới đi lui. Nhưng bây giờ cái khổ là hôm nay
khi mà nó bắn vào nhiều đạn pháo như vậy đó thì cái hệ thống phòng không Ukraine có vẻ là không có hiệu nghiệm như mấy lần trước, có nghĩa là nó nói khoảng 50% thôi, có nghĩa là nó bắn một số nửa rớt vào trong, còn hồi trước là mình ngăn chặn được. Thì không hiểu là như vậy là do nó bắn bừa bãi vô hay là bây giờ nó đã dùng những cái loại nghĩa là hỏa tiễn mà cao cơ hơn, nó sửa chữa, nó upgrade lên, thằng Nga đó. Tại vì lần này họ nói là cũng như vậy, không biết tại sao cái hệ thống phòng không Ukraine không hiệu nghiệm như mấy lần trước. Mấy lần trước là ngăn được 80%, quý vị nhớ không? Thì lần này không hiểu sao thì họ cũng đang nhìn lại vấn đề thôi. Và đúng là nói thế nhưng mà cuộc chiến nó vẫn đi tới lui và người ta không biết như thế nào. Hai bên đều không thể thua được. Nhất là bây giờ tàu nó có vẻ nó chưa dám ra mặt chính thức nhưng mà nó bắt tay lập cái khối. Một cái liên minh người ta hay gọi là liên minh ma quỷ đó, nguy lắm. Rồi nó kết hợp với thằng Iran nữa đó, rồi Bắc Hàn đó. Bắc Hàn gần đây đã lớn tiếng rồi và hoàn toàn là giao cho cô em Kim Jong-un, có vẻ lúc này đi đâu mình không biết, ít xuất hiện hay là bệnh hoạn thì mình không biết. Luôn luôn được cái cô em đứng ra và cô em đã lớn tiếng hăm Hoa Kỳ mà. Nếu những cái cuộc thử nghiệm chúng tôi trong tương lai mà Hoa Kỳ bắn ngăn chặn đó là tuyên chiến với Bắc Hàn. Không hiểu sao lúc này nghĩa là cô nàng đã dũng mãnh và dám nói những lời rất nặng mà chưa bao giờ hăm Hoa Kỳ như vậy. Tức là nói là nếu mà ngăn chặn đó là tuyên chiến. Ý cô nói là có thể có cuộc chiến tranh đó. Nhưng mà dĩ nhiên từ lúc nói và lúc làm nó nhiều khi nó còn xa nhau. Nhưng mà đang lúc hăng lên thì nghĩa là cô nàng tuyên bố có vẻ mạnh bạo lắm thưa quý vị.